Ngày 17 tháng 8, Công an quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đang tạm giữ hai đối tượng về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Đó là Phùng Tiến Lực, sinh năm 1991, ngụ tỉnh Thanh Hóa và Phan Xuân Đông, sinh năm 1975, ngụ tỉnh Nghệ An, cả hai cùng trú tỉnh Bình Dương. Trước đó, khuya ngày 6 tháng 8, đội cảnh sát hình sự công an quận Gò Vấp tuần tra ở đường Thống Nhất, phường 16 thì phát hiện lực và đông đi xe máy, có dấu hiệu nghi vấn nên kiểm tra. Do cả hai không có giấy tờ, nên công an đưa về trụ sở làm việc. Kiểm tra ma túy, lực và đông đều dương tính. Qua làm việc, cả hai khai mới tạc chất bẩn vào nhà dân ở đường này. Chủ căn nhà bị tạc sơn, sinh năm 1983, đã tới công an trình báo công an xác định tháng 3 năm 2022, lực cho chị này vay nhiều lần, với tổng số tiền là 100 triệu đồng, lãi suất từ 5% đến 10% tháng, dưới hình thức đóng tiền góp và tiền lãi đứng. Tháng 10 năm 2022, chị này xin lực trả tiền gốc 300.000 đồng trên ngày thì lực đồng ý. Đến tháng 6 năm 2023, do chị này gặp khó khăn nên không còn khả năng chi trả số tiền gốc còn lại. Lúc này, Lực nhiều lần nhắn tin, gọi điện để đòi nợ nhưng không được. Ngày 6 tháng 8, Lực mua sơn đỏ và mắm tôm để tạt vào nhà con nợ nhằm đe dọa, uy hiếp chị này trả nợ. Do không có xe nên Lực gọi cho Đông, kêu qua nhà chở đi đòi nợ. Sau đó, cả hai đi từ tỉnh Bình Dương đến nhà con nợ ở quận Gò Vấp để tạt sơn và mắm tôm tạc chất bẩn xong cả hai lái xe máy tẩu thoát thì bị công an tuần tra bắt giữ để khắc phục hậu quả công an đưa lực và đông tới căn nhà bị tạc chất bẩn để cạo sữa lau chùi chất bẩn và sơn lại cửa tường nhà hiện công an đang củng cố hồ sơ xử lý vụ việc